Ok, hôm nay mình làm video này để phân tích một vài vấn đề về các kênh đầu tư tiền điện tử, xem nó có phải là các kênh lừa đảo và có nên đầu tư hay không. Thì hiện tại trên thị trường tiền điện tử có rất nhiều kênh đầu tư như là OneCoin, Dogecoin, Ethereum, vân vân. Và có một kênh hiện tại đang đứng trong top 10 coin đáng đầu tư là Bitconnect, hay còn gọi tắt là BCC. Thì hôm nay mình sẽ phân tích 3 vấn đề cho các bạn mới biết tới thị trường tiền điện tử. Thứ nhất, Bitconnect là gì? Thứ hai, rủi ro khi đầu tư Bitconnect. Thứ ba, Bitconnect hoạt động theo mô hình đa cấp. Ok, thì Bitconnect là một nền tảng nguồn mở cung cấp cho người dùng nhiều tính năng hỗ trợ cho việc đầu tư tiền điện tử. Thì như chúng ta đã biết, các bạn biết đến sàn Bittrex, sàn Poloniex, thì những sàn này nó chứa rất là nhiều đồng coin và giao dịch, bạn có thể trading trên đó. Còn Bitconnect nó là một cái trang web, bạn cứ hiểu đơn giản như là một cái trang web. Nó cũng cho phép bạn đăng ký thành viên và tạo ra bảo mật riêng dành cho riêng bạn, và các bạn có thể tự do giao dịch trên trang web này. Và điều hạn chế của trang web này là nó chỉ có 2 đồng mà thôi, đó là đồng Bitcoin hay còn gọi là BTC, và cái đồng thứ hai là Bitconnect hay còn gọi tắt là BCC. Ok, thì mình sẽ nói đến về cái rủi ro của Bitconnect khi mình đầu tư vào. Thì những người mà mời bạn tham gia vào hệ thống Bitconnect để nhận được hoa hồng từ người này giới thiệu người kia thường nói về tiềm năng và cố gắng để thuyết phục lôi các bạn nhận được hoa hồng từ bạn. Họ thường nói ít hoặc nói giảm, nói tránh về rủi ro về cái đồng Bitconnect. Điều này hoàn toàn không hay chút nào. Nó có thể khiến nhiều người hiểu nhầm đây là một hình thức làm giàu không khó, hoặc là một hình thức ủy thác vào một cái vấn đề gì đó và một cái đồng tiền mà mình không thực sự cầm trong tay. Bạn nên biết là trước giờ chưa có một hình thức ủy thác nào mà không sập. Ví dụ như có nhiều trường hợp, ví dụ như hiện tại đang lên trên VTV như là đồng AOC chẳng hạn, và hiện tại đồng đó nó chả có trên sàn và cũng chả có xuất hiện, thì họ dựa vào cái hình thức của những cái sàn giao dịch mà có đầu tư lợi nhuận, họ mời chào những cái người kém hiểu biết về tiền điện tử để họ lôi kéo vào và họ lấy số vốn đó, họ làm một mục đích nào đó mình cũng không thể biết được. Còn vấn đề, trở lại về vấn đề về Bitconnect, thì Bitconnect khôn ngoan hơn khi phát hành chỉ một đồng coin và trên cái sàn của họ chỉ có BTC và Bitconnect mà thôi. Nếu như không sập thì giá trị của đồng coin nó sẽ giảm rất nhanh vào một cái thời điểm có một nhà đầu tư bán đổ bán tháo, và cái ngày đó sẽ không có đến muộn hoặc sớm. Nếu bạn đầu tư vào lúc này, tháng này sau tháng đầu tiên sẽ xảy ra, bạn sẽ lỗ nặng hoặc bạn sẽ lời nhân 2 hoặc nhân 3, và mình gọi mô hình Bitconnect là liều hơn nhiều. Nói đầy đủ hơn, mình sẽ phân tích 3 loại rủi ro chính bạn đầu tư vào Bitconnect. Rủi ro thứ nhất là rủi ro về khả năng của bạn. Thứ hai, rủi ro về thị trường tiền điện tử. Thứ ba, rủi ro Bitconnect sập trong tương lai. Ok, mình nói về rủi ro về khả năng của bạn ha. Rủi ro về khả năng của bạn có nghĩa là bạn không được bảo vệ tài khoản của bạn, dẫn đến việc trữ Bitconnect trong tài khoản Bitconnect nhưng bị ai đó biết được mật khẩu và tài khoản của bạn chuyển hết tiền của bạn sang ví của họ, đặc biệt là phụ nữ và người lớn tuổi. Họ sử dụng trình duyệt máy tính rất là vụng về và họ sẽ bị dính những cái phần mềm mã độc
có khi họ sẽ mất luôn cái tài khoản BitConnect của họ. Rủi ro này thường xảy ra trên mạng và có những cái cấp ở ngoài đời thường. Rủi ro thứ hai về rủi ro thị trường tiền điện tử, đó là về biến động thị trường tiền điện tử ảnh hưởng tới tất cả các đồng coin, không riêng gì BitConnect. Tổng vốn hóa của toàn bộ thị trường sẽ giảm, dẫn đến việc bạn trữ BitConnect sẽ lỗ trong mong đợi của bạn nó sẽ lên, hoặc hệ thống Lightning sẽ trả lãi rất thấp, thậm chí là sẽ 0% cho bạn. Rủi ro thứ ba là rủi ro về BitConnect nó sẽ sập. Trường hợp BitConnect lừa đảo hoàn toàn có thể xảy ra, chỉ là thời điểm hiện tại thì chưa, nhưng trong tương lai thì không gì là không thể. Có khả năng hệ thống Lightning chỉ là một cái vỏ bọc cho một cái mô hình đa cấp trá hình ở đằng sau, và thật chẳng may những người đầu tư sau vài ngày hoặc một tháng hoặc hai tháng họ là những người chịu thiệt hại. Và đã có những sàn đa cấp hoạt động rầm rộ như là OneCoin, AlexCoin và giờ yên lặng không một tiếng sóng. Họ đã ngừng cam kết rất dữ dội về tiềm năng, cơ hội làm giàu lên nhanh chóng. Ok, tiếp theo là BitConnect hoạt động theo mô hình đa cấp hay không? Thì câu trả lời sau 2 ngày mình tìm hiểu thì chính xác là như vậy. BitConnect hoạt động theo mô hình đa cấp hay còn gọi tắt là MLM để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tham gia. Người mời thành công họ sẽ được hưởng hoa hồng theo tầng. Như vậy nha các bạn. Đây là hình thức kinh doanh kim tự tháp mà đa phần các bạn có thể thấy ở những nhà bán hàng đa cấp như là University rồi Vision vân vân. Mấy cái mô hình mình đã gặp qua trên thị trường rồi. Thì đó là lý do tại sao bạn thấy nhiều người quảng bá BitConnect như vậy. Chẳng hạn như anh A mời anh B đầu tư, anh A sẽ được hưởng 7% trên tổng số tiền đầu tư của anh B. Và tiếp tục như thế, nếu như anh B tiếp tục mời thêm anh C đầu tư thì anh A sẽ tiếp tục nhận được 3% hoa hồng trên tổng số tiền đầu tư của anh C. Thì khi mà anh B mời anh C thì anh C sẽ được nhận được 7%. Và cứ như vậy, hình mô hình kim tự tháp họ sẽ nhân lên. Mình không nói là đa cấp là xấu, mà mình cũng đã từng làm marketing và MLM hay là viết tắt của từ multi level marketing, nó là một hình thức marketing rất là hiệu quả. Hệ thống đa cấp ở Mỹ và các quốc gia phát triển họ làm rất là chuyên nghiệp, nhưng về Việt Nam thì bạn đã thừa hiểu rồi. Toàn quảng bá theo kiểu là đầu tư hôm nay ngày mai sẽ bạn là tỷ phú, rồi bạn sẽ có lãi vĩnh viễn, rồi suốt ngày chỉ lãi nhãi về tiềm năng, rồi trong một năm tôi sẽ kiếm được tỷ đô, triệu đô gì đó, vân vân. Thì mình nói về hình thức đa cấp của BitConnect ở đây các bạn nhé. Khi các bạn mời thành viên gia nhập vào hệ thống của bạn thì tổng số vốn đầu tư bạn sẽ nhận của họ là 7%, cũng có nghĩa là họ sẽ trả cho bạn 7% tiền nước miếng của bạn mà thôi. Và khi họ đầu tư được, họ mời thêm một người nào đó thì giống như là bạn đã cho một cái người thứ hai một kiến thức của bạn cho họ, và khi mà họ đầu tư vào số tiền đó thì bạn sẽ nhận được số tiền lãi là thêm 3%. Có nghĩa là rất là đơn giản, có làm thì mới có ăn. Không phải như là bạn sẽ có lãi vĩnh viễn, không bao giờ. Khi mà đầu tư vào BitConnect thì không bao giờ bạn có lãi vĩnh viễn cả. Thì khi mà bạn đầu tư vào BitConnect, bạn sẽ kiếm được một cái người nào đó, họ sẽ tiếp tục như bạn chẳng hạn, tiếp tục mời chào, lôi kéo vào hệ thống của mình. Thì khi đó bạn mới có hoa hồng trên tổng số tiền đầu tư của họ. Đây là một hình thức quảng bá cho hoạt động BitConnect rất là hiệu quả, và hiện tại BitConnect tăng trưởng lên top 10 của những đồng tiền Bitcoin cũng nhờ vào hình thức này. Và các
đồng tiền khác họ cũng đang dựa trên hình thức này để họ đầu tư. Nhưng ngược lại, ở Việt Nam mình lại xuất hiện những cái quy mô đa cấp mà rất là ảo, như là OneCoin chẳng hạn, cũng là đầu tư nhưng họ không cho thấy cái tiềm năng của họ, mà họ có thể nói là triệu phú, tỷ phú gì đó, thấy rất là lợi nhuận. Thì về mô hình MLM của Bitcoinet sẽ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là khả năng tích cực. Bitcoinet sẽ dùng MLM để nhằm mục đích thu hút thêm nhà đầu tư. Thì cái khả năng tiêu cực của nó, như các bạn đã biết rồi, Bitcoinet chỉ dựa trên mô hình này, lấy tiền của người vào sau trả lãi cho người vào trước. Hệ thống Lightning chỉ nhằm mục đích che mắt. Số đồng coin có hạn, lượng người tham gia ngày càng đông thì giá trị mỗi đồng BTC sẽ tăng. Và điều đương nhiên, nếu ai đó mời đầu tư vào Bitcoinet mà không nói về rủi ro, tốt nhất bạn đừng đăng ký Bitcoinet qua link người đó quảng bá không đúng sự thật. Thì cuối video của mình, lời kết như vậy, mình đã cho bạn một số thông tin để giúp bạn có nên đầu tư vào Bitcoinet hay không. Đó là quyết định của bạn. Với đầu tư thì bạn đừng nên hỏi ai, và hãy tự mình quyết định. Và luôn đầu tư với số vốn mà bạn không cần tới nó chỉ trong một thời gian dài. Chấp nhận về rủi ro có thể gặp phải. Mình không thể thay bạn đưa ra quyết định. Bạn hãy tự phân tích và đưa ra hành động, cũng như chịu trách nhiệm về hành động của bạn. Nếu cần hướng dẫn và tư vấn và cập nhật những dự án mới tiềm năng đi đầu thì hãy nhắn tin vào Facebook của mình, hoặc Zalo của mình, hoặc số điện thoại của mình 0906325590. Ok, và đến với video sau, mình sẽ phân tích thêm chi tiết về quy mô đa cấp của hệ thống Bitcoinet và công nghệ 4.0 của xu hướng hiện nay trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi, và đừng quên subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé.